Bản tin bóng đá trẻ VN xin kính chào quý vị và các bạn. Báo Hàn Quốc cho rằng huấn luyện viên Bang Seo làm được điều có ý nghĩa bằng 100 huấn luyện viên Hàn Quốc cộng lại. Tờ New CN của Hàn Quốc nhận xét, sau SEA Games 30, danh tiếng của thầy Bang Seo đã tăng đáng kể. Ông không còn là một hiện tượng nữa, mà xứng đáng được coi là huyền thoại. 2 năm kể từ khi nhậm chức, ông đã làm được những điều kinh ngạc ở Việt Nam. Những gì mà huấn luyện viên Bang Seo đã làm được ngoài lãnh thổ Hàn Quốc có ý nghĩa bằng 100 huấn luyện viên làm việc tại Hàn Quốc cộng lại. Sau 2 năm bén duyên với giải đất hình chữ S, chiến lược gia 60 tuổi đã mang lại nhiều kỳ tích, trong đó nổi bật nhất là chức vô địch Đông Nam Á, huy chương vàng SEA Games 30, Á quân U23 châu Á 2018 hay vào tứ kết Asian Cup 2019. Điều này đã gây bất ngờ lớn không chỉ với nền bóng đá Việt Nam mà còn gây bất ngờ với bóng đá Hàn Quốc. Bởi khi ở quê nhà, ông là một huấn luyện viên ít thành tích và không được truyền thông quan tâm. Vừa kết thúc SEA Games 30, thầy trò Bang Seo đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho giải U23 châu Á sắp tới. Ngay từ khi đặt chân tới Hàn Quốc, thầy Bang Seo cùng các học trò đã được truyền thông xứ Kim Chi săn đón ráo riết. Trả lời về việc có quay lại Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp bóng đá hay không, huấn luyện viên Bang Seo đã trả lời: công việc của một nhà cầm quân là phải luôn chuẩn bị cho những cuộc chinh phục mới, nếu không bạn sẽ không thể được ký hợp đồng. Tôi không còn trẻ và sẽ không có đề nghị nào cho tôi đâu. Nếu có, tôi cũng phải nghĩ về việc đó. Sự nghiệp bóng đá của tôi có lẽ sẽ kết thúc ở Việt Nam. Truyền thông cũng hỏi ông về việc ông nghĩ sao nếu Hàn Quốc và Việt Nam gặp nhau trong trận chung kết giải U23 châu Á sắp tới. Nhưng thầy Bang Seo đã từ chối trả lời. Tại giải U23 châu Á 2020, các đối thủ đồng loạt khen U23 Việt Nam rất mạnh. Có thể nói đây là viên đạn bọc đường. Từ vị trí của kẻ lót đường ở các giải châu lục, U23 Việt Nam đang bị mọi đối thủ cảnh giác, thậm chí còn gắn mác ông lớn để thầy trò Bang Seo không giữ được đôi chân trên mặt đất. Chỉ trong vòng 2 năm, đặc biệt là năm 2018, huấn luyện viên Bang Seo đã thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với các thành tích ở tầm châu lục như Á quân U23 châu Á, vị trí thứ tư Asian Games, chưa kể là các kết quả ấn tượng ở vòng loại World Cup 2022 và hai chức vô địch Đông Nam Á, đó là giải AFF Cup và SEA Games. Cũng vì thế nên các đối thủ đã phải nhìn các đội tuyển bóng đá Việt Nam với con mắt rất khác, đặc biệt là ở lứa U23. Khi có rất nhiều cầu thủ từng dự vòng chung kết U20 thế giới và hiện là trụ cột ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, các đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam lúc này đã có sự dè chừng rất lớn với thầy trò Bang Seo, thậm chí còn không ngần ngại dùng những từ hoa mỹ nhất để đánh giá về U23 Việt Nam. Trước khi vòng chung kết U23 châu Á khởi tranh ở Thái Lan vào tháng 1 tới đây, các đối thủ ở bảng D như là U23 UEA, U23 Jordan đều dành những lời có cánh cho thầy trò Bang Seo khi khẳng định U23 Việt Nam là đội mạnh nhất bảng D. Những lời khen ngợi của đối thủ cho thấy một góc nhìn rất khác của các đội bóng ở châu lục với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, nó cũng là những viên đạn bọc đường nhằm khiến cho đôi chân của các cầu thủ Việt Nam không ở trên mặt đất. Từ trước tới nay, các đời thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam đa số chỉ tập trung vào các vấn đề chuyên môn của đội tuyển mà ít chú trọng tới các vấn đề tâm lý. Đó có thể cũng là lý do khiến các đội tuyển Việt Nam hay bị khớp ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, kể từ khi ông Bang Seo tới, câu chuyện đã khác hoàn toàn. Ngoài những gì báo chí và công chúng thấy được, phía sau hậu trường thầy Bang Seo giống như người cha thứ hai của các tuyển thủ, với những sự quan tâm ân cần từ những điều nhỏ nhất. Cũng vì lý do này nên không khí ở các đội tuyển Việt Nam luôn giống một gia đình, không còn tư tưởng phân biệt câu lạc bộ khi lên đội tuyển. Đó là lý do vì sao U23 Việt Nam có thể kiên cường đi tới trận đấu cuối cùng ở Thường Châu năm ngoái trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bậc nhất. U23 Việt Nam có thể mạnh hơn các đối thủ ở bảng D, nhưng điều đó không có nghĩa thầy Bang Seo cho phép các học trò của mình chủ quan. Dù là Á quân và là hạt giống số 1 ở bảng D, thì U23 Việt Nam vẫn sẽ đá từng trận ở vòng bảng như một trận chung kết. Và sau đây là đội hình 11 cầu thủ có chiều cao lý tưởng của đội tuyển U23 Việt Nam. Đầu tiên là thủ môn Nguyễn Văn Toản, cao 1m85. Hậu vệ Nguyễn Thành Trung, 1m80. Hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh, 1m78. Hậu vệ Bùi Việt Hoàng Anh, 1m87. Chạy cánh phải Hồ Tấn Tài, 1m80. Chạy cánh trái
Lê Ngọc Bảo 1m77, tiền vệ Nguyễn Đức Chiến 1m80, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại 1m84, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức 1m83, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng 1m76, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh 1m78. Đó là 11 cầu thủ có chiều cao lý tưởng, có thể nói là đạt chuẩn châu Âu của U23 Việt Nam. Và bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng mỗi khi đối đầu với các đối thủ to cao. Và chia sẻ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.